Còn hồi xưa rồi, con ngưng hồi xưa thì nó rung động với lại anh Chu Phạm thì cũng rung động thời điểm đó thôi. Thì bây giờ qua đây rồi, gặp anh rồi, thời điểm này nè, bây giờ con ngưng hiện tại nè, thì nó chỉ rung động mỗi một mình anh thôi. Isaac lên tiếng, tôi đẹp sẵn rồi, biết lột xác làm sao, ta họp báo, ngồi yên anh sang ngay. Thả Ngân chia sẻ, thời điểm hiện tại, tôi chỉ rung động một mình Isaac thôi. Trước dự định thiếu đột phá hình ảnh, ca sĩ Isaac cho biết, không phải anh không muốn làm mới mình, nhưng lợi thế ngoại hình cha mẹ trao cho là điều anh không thể thay đổi. Trở lại đường đua V-pop sau một năm, cựu trưởng nhóm 365 vẫn hiện diện với dáng vẻ nam thần và mang đến ca khúc sôi động với nội dung MV tươi trẻ. Sản phẩm tạo cảm giác dễ chịu, song cho thấy nam ca sĩ vẫn giữ mình trong vòng an toàn với phong cách âm nhạc được ưa chuộng lâu nay. Tại họp báo ra mắt MV chiều ngày 16 tháng 8, Isaac thẳng thắn trao đổi về nhận định bản thân thiếu sự lột xác. Anh khiến những người có mặt bật cười khi hóm hình trả lời: tôi đẹp sẵn rồi, mọi người bảo tôi lột xác thì tôi biết lột xác làm sao, nhưng mọi người đừng khen tôi đẹp mãi, tôi ngại lắm. Isaac nói anh luôn muốn mang lại làn gió mới ở mỗi sản phẩm. Trong các MV và bộ phim đã ra mắt, anh từng hóa thân trai điểu, hồ ly tinh, chàng trai mù, có lúc lên hình với diện mạo máu me. Là một nghệ sĩ, anh áp lực việc làm mới mình. Tuy nhiên, anh cho rằng điều quan trọng nhất là làm mới âm nhạc và anh cần biết thế mạnh của mình là gì để phát huy. Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền thông tin một giọng nam V-pop bị yêu cầu chỉnh sửa ca từ bài hát mới dù đã quay MV xong và người này được cho là Isaac. Tại họp báo, nam ca sĩ thừa nhận, anh giải thích nguyên bản của Ngồi Yên Anh Sang Ngay có câu "Ối ối ối, thế là chết anh rồi". Khi ghi hình ca khúc cho show truyền hình, anh được khuyên nên bỏ chữ chết vì dễ gây hiểu lầm. Anh và ekip tiếp thu nhận xét này, cảm thấy yêu cầu đó hợp lý nên đã sửa câu hát thành "Ối ối ối, thế là mết em rồi". Isaac cho rằng từ mết mang lại cảm giác trẻ trung và dễ thương, hợp với giới trẻ đương đại. Cùng xem một vài hình ảnh cũng như những chia sẻ về dự án mới của Isaac tại họp báo do Sài Gòn TV Entertainment ghi hình và phỏng vấn nhé. Ngày hôm nay là một ngày rất là vui khi mà lâu lắm rồi Isaac mới được quay trở lại với không khí họp báo của chính bản thân mình kể từ MV Get Down đến bây giờ. Cho nên là hy vọng là ngày hôm nay sẽ là một buổi tiệc âm nhạc thật là vui dành cho tất cả mọi người. Mình đã có rất là nhiều khoảng thời gian lắng động rồi và Isaac muốn rằng là sau những cái khoảng thời gian khó khăn đó thì âm nhạc của mình sẽ vui vẻ hơn. Bởi vì trước Covid thì Isaac có ra mắt có cái bài Tâm Tư, thì đó là một số âm nhạc mà Isaac muốn thử nghiệm về thể loại ballad thực sự để xem là mình có phù hợp hay không. Nhưng mà sau đó thì Isaac nghĩ rằng là có cái bài Tâm Tư rồi đến những cái khoảng thời gian mà mình ngồi ở nhà trầm ngâm vì Covid thì Isaac thấy rằng là không có gì bằng năng lượng tích cực hết. Và Isaac nghĩ rằng là mình đã tìm ra được cái màu sắc âm nhạc của mình, đó chính là một anh chàng ca sĩ mỗi khi xuất hiện phải đem đến cái nguồn năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người. Và cái tông màu chủ đạo của MV lần này là hai màu chứ không phải là một màu hồng nữa nhé, tại vì màu hồng không là của Beans rồi đúng không. Hai màu đó chính là màu hồng và màu xanh dương, cái là hai màu chủ đạo của MV lần này. Thì cái ý tưởng của MV lần này đến từ nghe hơi sớm nha, đến từ cái tình yêu mà Isaac dành cho fan hâm mộ của mình. Bởi vì sau 2 năm thì không được đi diễn, Isaac cảm thấy rất là nhớ mọi người và Isaac biết rằng là mọi người cũng nhớ Isaac. Cho nên rằng là sau khi mà tìm ý tưởng cho cái bài Tâm Tư, cho nên là khi mà tìm ý tưởng cho Ngồi Yên Sang Ngay á, thì thực ra là tình yêu đôi lứa tất cả mọi thứ đều đã làm rồi. Rồi rất là nhiều những cái thể loại về yêu đương, Isaac nghĩ là mọi người cũng làm quá nhiều rồi. Thế tại sao mình không làm một cái MV mà nó mang tính chất cũng tình yêu nhưng mà nó rộng hơn, có nghĩa là tình yêu không chỉ rằng là dành cho đôi lứa mà còn tình yêu của những thần tượng trong poster, dành cho những fan hâm mộ của mình, những cái cô gái lúc nào cũng gọi là theo đuổi và ủng hộ mình ngày đêm. Thì Isaac nghĩ rằng là đây sẽ là một cái MV không chỉ dành cho những khán giả yêu âm nhạc nói chung về mặt âm nhạc, mà Isaac cũng muốn rằng đây sẽ là một cái sản phẩm mà khi fan của mình xem sẽ cảm thấy ấm lòng hơn. Em có đồng ý làm bài nào lộn? Em có đồng ý làm người yêu của anh không?
mọi người của giai bộ của Isaac chưa? Nhưng không chịu, mang không chịu, nói không chịu. Thực sự thì em cảm thấy rất rất vui khi mà được làm nàng thơ của dự án Người Này Gọi Thầy Giác. Và từ nãy đến giờ nói chung em cũng rất là hồi hộp á. Tại vì từ xưa đến giờ cũng có vài lần em cũng làm nàng thơ cũng có vài người, mà chưa bao giờ mà em đi họp báo mà nó bị gán ngọt như thế này. Tại vì bắt đầu em cứ nghĩ là bình thường thôi, nhưng mà lúc tới là phải làm đủ thứ hết, cho nên bây giờ diễn ra nó rất là suôn sẻ. Và giờ em mới thở được rồi, chứ nãy trên run lắm. Dạ, bắt tay cho ngon được không ạ? Thứ cho ngon hết. Nhưng mà cái thứ mà tôi khao khát nhất trong tất cả buổi bay đó là một kịch bánh tráng trộn. Đây là cô gái rất thích ăn bánh tráng trộn. Cho nên là Isaac mới nghĩ ra cái idea của cái phần diễn vừa rồi là nếu mà thực sự mà ai hiểu tâm lý của người con gái mình thích đó, chỉ cần đánh đúng cái tâm lý đó thôi, chưa chắc một con gái mình sẽ thích những cái đó đâu. Mà chỉ cần đúng tâm lý thì hơi đơn giản nhất thì mình cũng rất là dễ chiếm được trái tim của cô gái mình yêu thích. Đó chính là vì sao mà Isaac quyết định là cuối cùng Khải Ngân sẽ đổ Isaac vì một cực bánh tráng trộn nha mọi người. Nhưng mà tâm lý thì dạy dồn rồi. Gì ta? Trời, gì ta? Rung động mà. Có. Thiệt. Thôi đừng hỏi ai hơn, khó quá. Thì chị Tám hỏi ai hơn, chị Tám? Đúng rồi. Ừ, ai hơn? Thì thực ra là vậy nè, thì em là... thì cái thời điểm đó, cách đây cũng mấy năm rồi chị Tám. Từ hồi xưa rồi, con Ngân hồi xưa thì nó rung động, với lại anh Chu Phạm thì cũng rung động thời điểm đó thôi. Thì bây giờ qua đây rồi, gặp anh rồi, thời điểm này nè, bây giờ con Ngân hiện tại nè, thì nó chỉ rung động mỗi một mình anh thôi. Đó chị Tám, cho nên là bây giờ chị đừng có thấy, tại vì bây giờ mới có nói lại, mới dạo gần đây chị đừng có làm kiểu dạy được mất công về lục đục lắm. Cho nên là chị để cho em nuôi lại cái tình cảm này đi, tại vì giờ người đàn ông này trước mặt em là quá hoàn hảo, quá perfect rồi, cho nên em không thể nào mà tìm được một người khác trong thời điểm này nữa. Còn em là một người có cái trí nhớ về gương mặt rất là tốt, có nghĩa là thường là em gặp ai á là em sẽ nhớ gương mặt người đó, nhiều khi tên thì không nhớ nhưng mà mặt sẽ nhớ liền, cho nên nhiều khi là đi đâu họp báo thì gặp mọi người ê how are you khỏe không, họ quay lại ủa bạn này tên gì, kiểu như là mình nhớ mặt chứ không phải là mình thảo mai, mình nhớ thiệt nhưng mà mình không có nhớ được tên. Thì thật ra mà nói nha, không chỉ một mình Vương Nhi nhá, mà theo Isaac biết á là hầu hết ba cô gái mà chiến thắng trong cái Miss World á, Isaac đều nhớ mặt hết. Isaac còn nhớ, không biết là các bạn Miss World có xem hay không thì không biết, Isaac nhắc lại không biết đúng không nha. Thì cái cô gái mà đoạt danh hiệu cao nhất hoa hậu thì bạn gái đó là bạn gái Isaac nắm tay đầu tiên trong cái phân cảnh mình bước vào cái khu vườn. Wow. Đó. Yeah. Rồi bạn gái thứ hai, bạn Á hậu một rất là cao và rất là xinh. Thì cái bạn đó là cái bạn mà Isaac quay cùng trên du thuyền. Và sau đấy là sau cái buổi đấy thì bạn đó có hát tặng Isaac và ekip một cái bài hát karaoke rất là dễ thương nữa. Rồi Phương Nhi là ai cô gái mà lần đầu tiên Isaac gặp, Isaac phải nói là sao mà xinh vậy. Dễ thương thật sự, người ta cái nét Phương Nhi rất là đáng yêu. Và Isaac thật sự là một trong ba cô gái mà Isaac nhớ thì chị Ngân đưa mình là đúng chắc chắn là Phương Nhi là cái người mà Isaac ấn tượng về cái vẻ đẹp nó rất là trong sáng nhất. Thì Phương Nhi cũng là cô gái mà đứng bên trái của Isaac trong cái phân cảnh trên du thuyền lúc mà cầm ly rượu lượng ly cocktail. Thì không biết là ba bạn xem này bạn confirm là có đúng như vậy hay không, nhưng mà theo ký ức của Isaac á thì Isaac nhớ như vậy đó. Yeah. Yeah. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.